Chào mừng các em đã đến với VK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp. Một la mã. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Một nhỏ, định nghĩa. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác là phương trình có dạng AT cộng B bằng 0 biểu thức 1 Trong đó A, B là các hàm số A khác 0 và T là một trong các hàm số lượng giác Ví dụ 1 A nhỏ 2 x sin x trừ 3 bằng 0 là phương trình bậc nhất đối với sin x B nhỏ căn bậc 2 của 3 nhân tan x cộng 1 bằng 0 là phương trình bậc nhất đối với tan x. Hoạt động 1 giải các phương trình trong ví dụ 1. Hai nhỏ, cách giải. Chuyển vế rồi chia hai vế của phương trình 1 cho A. Ta đưa phương trình 1 về phương trình lượng giác cơ bản. Ví dụ 2, giải các phương trình sau. A nhỏ, 3 nhân cos x cộng 5 bằng 0. B nhỏ. Căn bậc 2 của 3 nhân cô tăng x trừ 3 bằng 0. Giải. A nhỏ. Từ 3 nhân cos x cộng 5 bằng 0, chuyển vế ta có 3 nhân cos x bằng trừ 5. Gọi là phương trình 2. Chia hai vế của phương trình 2 cho 3, ta được cos x bằng trừ 5 phần 3. Vì trừ 5 phần 3 nhỏ hơn trừ 1, nên phương trình đã cho vô nghiệm. B nhỏ, từ căn bậc 2 của 3 nhân cô tăng x, trừ 3 bằng 0, chuyển vế ta có, căn bậc 2 của 3 nhân cô tăng x bằng 3, gọi là phương trình 3. Chia hai vế của phương trình 3 cho căn bậc 2 của 3, ta được cô tăng x bằng căn bậc 2 của 3. Vì căn bậc 2 của 3 bằng cô tan bi trên 6, nên, cô tăng x bằng căn bậc 2 của 3, tương đương với cô tăng x bằng cô tăng b chia 6, tương đương với x bằng b chia 6 cộng k với k thuộc z. 3 nhỏ, phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Ví dụ 3, giải các phương trình sau. A nhỏ, 5 nhân cos x, trừ 2 nhân sin 2x, bằng 0, gọi là phương trình 4. B nhỏ, 8 nhân sin x nhân cos x nhân cos 2x bằng trừ 1, gọi là phương trình 5. Giải, A nhỏ, ta có 5 nhân cos x trừ 2 nhân sin 2x bằng 0, tương đương với 5 nhân cos x trừ 4 nhân sin x nhân cos x bằng 0, tương đương với cos x nhân mở ngoặc 5 trừ 4 sin x đóng ngoặc bằng 0, tương đương với cos x bằng 0, 5 trừ 4 sin x bằng 0. Với cosx x bằng 0, tương đương với x bằng b trên 2, cộng k b, k thuộc z. Với 5 trừ 4 sin x bằng 0, tương đương với 4 x sin x bằng 5, tương đương với sin x bằng 5 phần 4. Vì 5 chia 4 lớn hơn 1 Nên phương trình này vô nghiệm Vậy phương trình 4 có các nghiệm là X bằng B chia 2 cộng KB K thuộc Z B nhỏ ta có 8 nhân sin X Nhân cốt X Nhân cốt 2X Bằng trừ 1 Tương đương với 4 nhân sin 2X Nhân cốt 2X Bằng trừ 1 Tương đương với 2 nhân sin 4x bằng trừ 1 tương đương với sin 4x bằng trừ 1 phần 2 tương đương với 4x bằng trừ bi trên 6 cộng k 2 b và 4x bằng 7 bi trên 6 cộng k 2 b tương đương với x bằng trừ bi chia 24 cộng k nhân bi chia 2 và x bằng 7 b chia 24 cộng k nhân bi chia, chia, chia 2 với k thuộc z hai là mã. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Một nhỏ, định nghĩa. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác là phương trình có dạng a nhân t bình phương cộng b nhân t cộng c bằng 0. Trong đó a, b, c là các hằng số. a khác 0 và t là một trong các hàm số lượng giác. Ví dụ 4. a nhỏ 2 nhân sin bình phương x cộng 3 nhân sin x trừ 2 bằng 0 là phương trình bậc 2 đối với sin x. B nhỏ 3 nhân cô tan bình phương x trừ 5 cô tan x trừ 7 bằng 0 là phương trình bậc 2 đối với cô tan x. Hoạt động 2 Giải các phương trình sau A nhỏ 3 nhân cốt bình phương x trừ 5 nhân cốt x cộng 2 bằng 0 b nhỏ 3 nhân tan bình phương x trừ 2 nhân căn bậc 2 của 3 nhân tan x cộng 3 bằng 0. Hai nhỏ cách giải. Đặt biểu thức lượng giác làm ẩn phụ và đặt điều kiện cho ẩn phụ nếu có, rồi giải phương trình theo ẩn phụ này. Cuối cùng, ta đưa về việc giải các phương trình lượng giác cơ bản. Ví dụ 5. Giải phương trình 2 nhân sin bình phương x chia 2 cộng căn bậc 2 của 2 nhân sin x chia 2 trừ 2 bằng 0. Giải đặt sin x chia 2 bằng t với điều kiện t lớn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ta đặt điều kiện này là điều kiện sau. Ta được phương trình bậc 2 theo t. 2 nhân t bình phương cộng căn bậc 2 của 2 nhân t trừ 2 bằng 0. Phương trình 1. Phương trình 1 có hai nghiệm. T bằng trừ căn bậc 2 của 2 và T bằng căn bậc 2 của 2 chia 2. Nhưng chỉ có T2 bằng căn bậc 2 của 2 chia 2 thỏa mãn điều kiện sau. Vậy ta có sin x chia 2 bằng căn bậc 2 của 2 chia 2 tương đương với sin x chia 2 bằng sin b chia 4 tương đương với x chia 2 bằng b chia 4 cộng k 2 b và x chia 2 bằng 3 b chia 4 cộng k 2 b tương đương với x bằng b chia 2 cộng k nhân 4 b và x bằng 3 b chia 2 cộng k nhân 4 b với k thuộc z 3 nhỏ phương trình đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác hoạt động 3 hãy nhắc lại a nhỏ các hàng đẳng thức lượng giác cơ bản B nhỏ, công thức cộng C nhỏ, công thức nhân đôi D nhỏ, công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích Có nhiều phương trình lượng giác mà khi giải có thể đưa về phương trình bậc 2 đối với một hàm số lượng giác Sau đây là một số ví dụ Ví dụ 6 Giải phương trình 6 nhân cos bình phương x cộng 5 nhân sin x trừ 2 bằng 0 ta đặt là phương trình 2. Giải. Biến đổi cos bình phương x bằng 1 trừ sin bình phương x. Ta đưa phương trình 2 về dạng. Trừ 6 nhân sin bình phương x cộng 5 nhân sin x cộng 4 bằng 0. Đặt sin x bằng t với điều kiện t lớn hơn hoặc bằng trừ 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ta được phương trình bậc 2 theo t. Trừ 6 nhân t bình phương cộng 5 nhân t cộng 4 bằng 0, ta gọi là phương trình 3. Phương trình 3 có hai nghiệm, T1 bằng 4 phần 3 và T2 bằng trừ 1 phần 2, nhưng chỉ có T2 bằng trừ 1 phần 2, thỏa mãn điều kiện. Vậy ta có, sin x bằng trừ 1 phần 2, tương đương với sin x bằng sin mở ngoặt trừ bi chia 6, đóng ngoặt, tương đương với x bằng trừ bi chia 6 cộng k2 b và x bằng 7 b chia 6 cộng k 2 b với k thuộc z. Ví dụ 7, giải phương trình. Căn bậc 2 của 3 nhân tan x trừ 6 nhân cô tan x cộng 2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 3 bằng 0, gọi là phương trình 4. Giải, điều kiện của phương trình 4 là cos x khác 0 và sin x khác 0. Vì cô tan x bằng 1 trên tan x nên phương trình 4 có thể viết dưới dạng căn bậc 2 của 3 nhân tan x trừ 6 chia tan x cộng 2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 3 bằng 0 hay căn bậc 2 của 3 nhân tan bình phương x cộng mở ngoặc 2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 3 đóng ngoặc nhân tan x trừ 6 bằng 0 đặt tan x bằng t ta được phương trình bậc 2 theo t căn bậc 2 của 3 nhân t bình phương cộng mở ngoặt 2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 3 đóng ngoặt nhân t trừ 6 bằng 0. Đặt là phương trình 5. Phương trình 5 có hai nghiệm t1 bằng căn bậc 2 của 3 và t2 bằng trừ 2. Với t1 bằng căn bậc 2 của 3, ta có tan x bằng căn bậc 2 của 3 tương đương với tan x bằng tan của b chia 3 tương đương với x bằng b chia 3 cộng k với k thuộc z. Với t2 bằng trừ 2, ta có tan x bằng trừ 2 tương đương với x bằng tan mở ngoặc trừ 2 đóng ngoặc cộng k k thuộc z. Các giá trị này đều thỏa mãn điều kiện nêu trên, nên chúng là các nghiệm của phương trình 4. Hoạt động 4 Giải phương trình 3 nhân cốt bình phương 6x cộng 8 nhân sin 3x nhân cos 3x trừ 4 bằng 0. Ví dụ 8, giải phương trình. 2 nhân sin bình phương x trừ 5 nhân sin x nhân cos x trừ cos bình phương x bằng trừ 2. Ta đặt là phương trình 6. Giải. Trước hết, ta thấy nếu cos x bằng 0, thì phương trình 6 có vế trái bằng 2, còn vế phải bằng trừ 2 nên có x bằng 0 không thỏa mãn phương trình 6. Vậy có x khác không? Vì có x khác không nên chia hai vế của phương trình 6 cho cos bình phương x, ta được 2 nhân tan bình phương x trừ 5 nhân tan x trừ 1 bằng trừ tỷ số 2 chia cos bình phương x tương đương với 2 nhân tan bình phương x trừ 5 nhân tan x trừ 1 bằng trừ 2 nhân mở ngoặt 1 cộng tan bình phương x đóng ngoặc. Ta đưa được phương trình 6 về phương trình bậc 2 theo tan x. 4 nhân tan bình phương x trừ 5 nhân tan x cộng 1 bằng 0. Tương đương với tan x bằng 1 và tan x bằng 1 phần 4. Tan x bằng 1 tương đương với x bằng b chia 4 cộng kb, k thuộc xếp. Tan x bằng 1 phần 4 tương đương với x bằng tạc tan 1 phần 4 cộng Kb, K thuộc Z. Vậy phương trình 6 có các nghiệm là x bằng b chia 4 cộng Kb và x bằng ạc tan 1 phần 4 cộng Kb với K thuộc Z. Ba la mã, phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x. Một nhỏ, công thức biến đổi biểu thức A nhân sin x cộng B nhân cos x. Hoạt động 5 dựa vào các công thức cộng đã học. Sin mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc bằng sin A nhân cos B cộng sin B nhân cos A. Sin mở ngoặc A trừ B đóng ngoặc bằng sin A nhân cos B trừ sin B nhân cos A. Cos mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc bằng cos A nhân cos B trừ sin A nhân sin B cos mở ngoặt a trừ b đóng ngoặt bằng cos a nhân cos b cộng sin a nhân sin b và kết quả cos b chia 4 bằng sin b chia 2 bằng căn bậc 2 của 2 chia 2 hãy chứng minh rằng a nhỏ sin x cộng cos x bằng căn bậc 2 của 2 nhân cos mở ngoặt x trừ b trên 4 đóng ngoặt b nhỏ sin x trừ cos x bằng căn bậc 2 của hai nhân sin mở ngoặt x trừ b trên 4 đóng ngoặt. Trong trường hợp tổng quát, với a bình phương cộng b bình phương khác không, ta có a nhân sin x cộng b nhân cos x bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương nhân với mở ngoặt tỷ số a chia căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương nhân sin x cộng tỷ số b chia căn bậc hai của a bình phương cộng b bình phương nhân cos x đóng ngoặc vì mở ngoặc a chia căn bậc hai của a bình phương cộng b bình phương đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc b chia căn bậc hai của a bình phương cộng b bình phương đóng ngoặc bình phương bằng một nên có một góc anh pha sao cho a chia căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương bằng cos alpha. b chia căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương bằng sin alpha. Khi đó, a nhân sin x cộng b nhân cos x bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương nhân với mở ngoặc sin x nhân cos alpha cộng cos x nhân sin alpha đóng ngoặc bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương nhân với sin mở ngoặc x cộng alpha đóng ngoặc. Vậy ta có công thức sau: a nhân sin x cộng b nhân cos x bằng căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương nhân với sin mở ngoặc x cộng alpha đóng ngoặc. Đây là biểu thức 1. Với cos alpha bằng a chia căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương và sin alpha bằng b chia căn bậc 2 của a bình phương cộng b bình phương hai nhỏ phương trình dạng a nhân sin x cộng b nhân cos x bằng c xét phương trình a nhân sin x cộng b nhân cos x bằng c ta gọi đặt là phương trình 2 với a, b, c thuộc r A, B không đồng thời bằng 0. Mở ngoặc A bình phương cộng B bình phương khác 0. Đóng ngoặc. Nếu A bằng 0, B khác 0, hoặc A khác 0, B bằng 0, thì phương trình 2 có thể đưa ngay về phương trình lượng giác cơ bản. Nếu A khác 0, B khác 0, ta áp dụng công thức 1 ở trên. Ví dụ 9. Giải phương trình sin x cộng căn bậc 2 của 3 nhân cos x bằng 1. Giải Theo công thức 1 ta có sin x cộng căn bậc 2 của 3 nhân cos x bằng căn bậc 2 của 1 cộng mở ngoặt căn bậc 2 của 3 đóng ngoặt bình phương nhân sin mở ngoặt x cộng alpha đóng ngoặt bằng 2 nhân sin mở ngoặt x cộng alpha đóng ngoặt trong đó cos alpha bằng 1 phần 2 và sin alpha bằng căn bậc 2 của 3 chia 2. Từ đó lấy alpha bằng pi chia 3 thì ta có sin x cộng căn bậc 2 của 3 nhân cos x bằng 2 nhân sin mở ngoặc x cộng pi chia 3 đóng ngoặc. Khi đó, sin x cộng căn bậc 2 của 3 nhân cos x bằng 1 tương đương với 2 nhân sin mở ngoặc x cộng pi chia 3 đóng ngoặc bằng 1 tương đương với sin mở ngoặt x cộng b chia 3 đóng ngoặt bằng 1 phần 2. Tương đương với sin mở ngoặt x cộng b chia 3 đóng ngoặt bằng sin b chia 6. Tương đương với x cộng b chia 3 bằng b chia 6 cộng k nhân 2b. Và x cộng b chia 3 bằng b trừ b chia 6 cộng k 2b. Tương đương với x bằng trừ b chia 6 cộng k 2b và x bằng b chia 2 cộng k 2 b với k thuộc z. Hoạt động 6. Giải phương trình căn bậc 2 của 3 nhân sin 3x trừ cos 3x bằng căn bậc 2 của 2. Bài tập Bài tập 1. Giải phương trình sin bình phương x trừ sin x bằng 0. Bài tập 2. Giải các phương trình sau. A nhỏ 2 nhân cos bình phương x trừ 3 nhân cos x cộng 1 bằng 0. B nhỏ, 2 nhân sin 2x cộng căn bậc 2 của 2 nhân sin 4x bằng 0. Bài tập 3, giải các phương trình sau. A nhỏ, sin bình phương x chia 2 trừ 2 nhân cos x chia 2 cộng 2 bằng 0. B nhỏ, 8 nhân cos bình phương x cộng 2 nhân sin x trừ 7 bằng 0. C nhỏ, 2 nhân tan bình phương x, cộng 3 nhân tan x, cộng 1 bằng 0. D nhỏ, tan x, trừ 2 cô tan x, cộng 1 bằng 0. Bài tập 4, giải các phương trình sau. A nhỏ, 2 nhân sin bình phương x, cộng sin x nhân cos x, trừ 3 nhân cos bình phương x, bằng 0. B nhỏ, 3 nhân sin bình phương x, trừ 4 nhân sin x nhân cos x cộng 5 cos bình phương x bằng 2. C nhỏ sin bình phương x cộng sin 2x trừ 2 nhân cos bình phương x bằng 1 phần 2. D nhỏ 2 nhân cos bình phương x trừ 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân sin 2x trừ 4 nhân sin bình phương x bằng trừ 4. Bài tập 5, giải các phương trình sau. A nhỏ, cos x trừ căn bậc 2 của 3 nhân sin x bằng căn bậc 2 của 2. B nhỏ, 3 nhân sin 3x trừ 4 nhân cos 3x bằng 5. C nhỏ, 2 nhân sin x cộng 2 nhân cos x trừ căn bậc 2 của 2 bằng 0. D nhỏ, 5 nhân cos 2x cộng 12 nhân sin 2x trừ 13 bằng 0. Bài tập 6 Giải các phương trình sau A nhỏ Tan mở ngoặt 2x cộng 1 đóng ngoặt Nhân tan mở ngoặt 3x trừ 1 đóng ngoặt bằng 1 B nhỏ Tan x cộng tan mở ngoặt X cộng B trên 4 đóng ngoặt bằng 1 Bài đọc thêm Bất phương trình lượng giác Ta chỉ xét các bất phương trình lượng giác cơ bản. Đó là những bất phương trình dạng sin x lớn hơn a hoặc sin x lớn hơn hoặc bằng a, sin x nhỏ hơn a, sin x nhỏ hơn bằng a. Trong đó a là một số thực tùy ý. Ta cũng xét những bất phương trình tương tự đối với các hàm số cos x, tan x, cot x. Một là mã bất phương trình sin x lớn hơn a. Nếu a lớn hơn hoặc bằng 1 thì bất phương trình sin x lớn hơn a vô nghiệm vì sin x nhỏ hơn bằng 1 với mọi x nếu a nhỏ hơn trừ 1 thì mọi số thực x đều là nghiệm của bất phương trình sin x lớn hơn a vì sin x lớn hơn bằng trừ 1 với mọi x ta xét trường hợp a lớn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn 1 thông qua ví dụ sau ví dụ 1 giải bất phương trình Xin x lớn hơn, căn bậc 2 của 2 chia 2, ta đặt là bất phương trình 1. Giải, vẽ đường tròn lượng giác tâm ô, trên trục sin lấy điểm K sao cho, độ dài OK bằng căn bậc 2 của 2 chia 2, hình 18. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Kể từ K đường thẳng vuông góc với trục sin, các đường tròn tại hai điểm M và M phải. Rõ ràng nếu cung AD có số đo thỏa mãn bất phương trình 1, thì D phải nằm trên cung MBM' và ngược lại. Ta có số đo cung AM bằng B chia 4 cộng K2B, K thuộc Z, và số đo cung KM' bằng 3B chia 4 cộng K2B, K thuộc Z. Vậy nghiệm của bất phương trình sinx x lớn hơn căn bậc 2 của 2 chia 2 là B chia 4 cộng K2B nhỏ hơn x nhỏ hơn 3B chia 4 cộng K2B. K thuộc Z. Chú ý, điểm cuối của cung có số đo là nghiệm của bất phương trình. Tin X nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2 chia 2, phải nằm trên cung M', B', M, và ngược lại. Hình 18. Khi đó nghiệm của bất phương trình là 3B chia 4 cộng K2B, nhỏ hơn hoặc bằng X, nhỏ hơn hoặc bằng, mở ngoặc B chia 4, cộng 2B, đóng ngoặc cộng K2B. 3 b chia 4 cộng k 2 b nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 9 b chia 4 cộng k 2 b k thuộc z hai là mã bất phương trình cos x nhỏ hơn hoặc bằng a nếu a nhỏ hơn trừ thì bất phương trình cos x nhỏ hơn hoặc bằng a vô nghiệm nếu a lớn hơn hoặc bằng 1 thì mọi số thực x đều là nghiệm của bất phương trình cos x nhỏ hơn hoặc bằng a ta xét trường hợp trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn 1 thông qua ví dụ sau đây. Ví dụ 2 giải bất phương trình cos x nhỏ hơn hoặc bằng trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 ta đặt là bất phương trình 2. Giải trên trục cosin lấy điểm H có hành độ là trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 kẻ từ H đường thẳng vuông góc với trục cosin cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm M và M phẩy Hình 19 Rõ ràng nếu cung EA có số đo thỏa mãn bất phương trình 2, thì E phải nằm trên cung M, A phải M phải và ngược lại. Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 3B chia 4 cộng K2B nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng 5B chia 4 cộng K2B, K thuộc Z. Chú ý, bất phương trình cos X lớn hơn trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 có nghiệm là 5B chia 4 cộng K2B nhỏ hơn X nhỏ hơn mở ngoặt 3B chia 4 cộng 2B đóng ngoặt cộng K2B hay 5B chia 4 cộng K2B nhỏ hơn X nhỏ hơn 11B chia 4 cộng K2B K thuộc Z Ba la mã Bất phương trình tan X lớn hơn hoặc bằng A Với mọi số thực A Bất phương trình tan x lớn hơn bằng A luôn có nghiệm. Ta xét ví dụ sau đây. Ví dụ 3. Giải bất phương trình tan x lớn hơn bằng 1. Ta đặt là bất phương trình 3. Giải. Lấy trên trục tan điểm Y sao cho độ dài AI bằng 1. Nối OY cắt đường tròn lượng giác tại M và M', hình 20. Nếu cung AE có số đo thỏa mãn bất phương trình 3, thì điểm E phải nằm trên một trong hai cung MB và M'B' và ngược lại. Vậy nghiệm của bất phương trình 3 là B chia 4 cộng KB nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn B chia 2 cộng KB, K thuộc Z. Chú ý, nghiệm của bất phương trình tan X nhỏ hơn 1 là trừ B chia 2 cộng KB, nhỏ hơn X, nhỏ hơn B chia 4 cộng KB, K thuộc Z. 4 là mã, bất phương trình cô tan X nhỏ hơn hoặc bằng A. Với mọi số thực A, bất phương trình cô tan X nhỏ hơn hoặc bằng A đều có nghiệm. Ta xét ví dụ sau đây. Ví dụ 4, giải bất phương trình. Cô tan x nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia căn bậc 2 của 3. Ta đặt là bất phương trình 4. Giải Lấy điểm Z trên trục cô tan sao cho độ dài BZ bằng 1 chia căn bậc 2 của 3. Nối OZ các đường tròn lượng giác tại hai điểm M và M' thành 21. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Nếu cung AF có số đo thỏa mãn bất phương trình 4, thì điểm F phải nằm trên một trong hai cung MA' và M'A và ngược lại. Vậy nghiệm của bất phương trình 4 là B chia 3 cộng KB nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn B cộng KB với K thuộc Z. Chú ý, nghiệm của bất phương trình cô tan X lớn hơn 1 chia căn bậc 2 của 3 là KB nhỏ hơn X nhỏ hơn B chia 3 cộng KB với K thuộc Z. Ông tập chương 1 Câu 1. A nhỏ. Hàm số y bằng cos 3x có phải là hàm số chẵn không? Tại sao? B nhỏ. Hàm số y bằng tan mở ngoặc x cộng b chia 5 đóng ngoặc. Có phải là hàm số lẻ không? Tại sao? Câu 2. Căn cứ vào đồ thị hàm số y bằng sin x. Tìm những giá trị của x trên đoạn trừ 3 b trên 2 đến 2 b để hàm số đó, A nhỏ nhận giá trị bằng trừ 1, B nhỏ nhận giá trị âm. Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau. A nhỏ y bằng căn bậc 2 của 2 nhân mở ngoặc 1 cộng cos x đóng ngoặc cộng 1. B nhỏ y bằng 3 nhân sin mở ngoặc x trừ b chia 6 đóng ngoặc trừ 2. Câu 4. Giải các phương trình sau. A nhỏ. Xin mở ngoặt x cộng 1 đóng ngoặt bằng 2 phần 3. B nhỏ. Xin bình phương 2x bằng 1 phần 2. C nhỏ. Cô tan bình phương x chia 2 bằng 1 phần 3. D nhỏ. Tan mở ngoặt b chia 12 cộng 12x đóng ngoặt bằng trừ căn bậc 2 của 3. Câu 5. Giải các phương trình sau. A nhỏ 2 nhân cos bình phương x trừ 3 nhân cos x cộng 1 bằng 0. B nhỏ 25 nhân sin bình phương x cộng 15 nhân sin 2x cộng 9 nhân cos bình phương x bằng 25. C nhỏ 2 nhân sin x cộng cos x bằng 1. D nhỏ sin x cộng 1,5 cô tan x bằng 0. Bài tập trắc nghiệm Chọn phương án đúng. Câu 6 Phương trình cos x bằng sin x có số nghiệm thuộc đoạn trừ bi B là đáp án A 2 đáp án B 4 đáp án C 5 Đáp án D, 6. Câu 7. Phương trình. Tỷ số cos 4x chia cos 2x bằng tan 2x. Có số nghiệm thuộc khoảng 0 đến pi trên 2 là đáp án A, 2. Đáp án B, 3. Đáp án C, 4. Đáp án D, 5. Câu 8. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x cộng sin 2x bằng cos x cộng 2 nhân cos bình phương x là đáp án A, b trên 6. Đáp án B, 2 b trên 3. Đáp án C, b trên 4. Đáp án D, b trên 3. Câu 9. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 2 nhân tan bình phương x cộng 5 nhân tan x cộng 3 bằng 0 là Đáp án A, trừ bi trên 3. Đáp án B, trừ bi trên 4. Đáp án C, trừ bi trên 6. Đáp án D, trừ 5 bi trên 6. Câu 10. Phương trình 2 nhân tan x, trừ 2 nhân cô tan x, trừ 3 bằng 0. Có số nghiệm thuộc khoảng. Trừ bi trên 2 đến bi là Đáp án A, 1. Đáp án B, 2. Đáp án C, 3. Đáp án D, 4 cảm ơn đã xem mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo